đi đi chơi ngày lễ Spring Break, lễ mùa xuân, nghỉ mùa xuân, cho nên cả nhà dắt nhau đi chơi. Giới thiệu các bạn cái vườn hoa ở Nam Cali, khu vườn ở San Diego. Bây giờ mình đang tới trước cổng của cái khu vườn hoa. Nói đúng ra đây là cái khu mà vườn hoa giống, người ta để giống cho nên cái hoa họ không có cắt bỏ, họ làm thành cái điểm du lịch để cho mọi người tới tham quan, và luôn tiện họ có thêm thu nhập về cái khoản khách vào xem hoa. Thì bây giờ mình đang ở trước cổng, chút nữa mình sẽ vô trong vườn hoa. Còn đây là những cái bãi đậu xe, những chiếc xe khách đầy nhóc, không có chỗ nào mà để đậu luôn. Dâu, tí nữa ăn em mua về, ra về đã rồi mua. Họ đi chơi rất là đông. Mấy ngày này là vì học sinh được nghỉ. Bây giờ mình tới coi những cái chỗ quầy. Đây là tiệm dâu. Bán dâu, cái chòi bán dâu ở phía ngoài trước cổng của cái vườn hoa. Thì đây là cũng cái khu nông trại, cho nên họ cũng bán những trái dâu. Mùa này là mùa dâu. Dâu rất là ngon, nhìn thấy ngon ha, dâu ngon á. Có chừng dẫm với chân xình không con? Thời gian mấy ngày hôm nay mưa nhiều cho nên đi mấy cái vườn hoa này chắc là dơ giày dơ dép. Là vì mưa, mấy ngày nay mưa nhiều. Hola, hola. Đây là phái đoàn của chúng tôi. Đi quay dấu thôi. Đây là... Đi vô chứ, sao không vô? Bây giờ nó đầy chỗ đậu xe rồi, mình không có chỗ vô cho nên mình phải đậu ở bên cái khu shopping. Rồi mình đi mới đi vô qua bên cái vườn dâu được. Còn hiện tại bây giờ là mình không có chỗ đậu, nên phải đi bộ vô khoảng 200 mét. Hả? Đó, mình thích thôi, chắc tới đó chắc chẳng có mà, đâu nhất thiết phải online đâu. Phải không? Mình mua hả? Only hả? Vậy thì lo mà mua đi, dân thôi vô, mua vé nó không có cho mình vô đó. Vì nhiều khi nó đông quá đó, nó không cho mình vô đó, con check coi thử. Tới vườn hoa thì xung quanh ở chỗ đậu xe cũng hoa cũng nhiều nữa. Hoa quá chừng hoa. Hoa đẹp chưa? Ừ. Đi tới vườn hoa thì tất nhiên ở ngoài cổng hoa nó cũng đẹp nữa. Hoa quá trời đẹp luôn. Hoa này thì ở nhà mình cũng có rồi nè, nhưng có những cái hoa này thì mình nhà mình không có. Đó, như hoa đó là nhà mình không có. Vườn hoa rất là đẹp ha. Ngoài chỗ bãi đậu xe thôi, họ cũng trồng hoa nên rất đẹp. Cái cổng bên hông của vườn hoa. Vô trong đó mua nước uống được, lâu lâu đi chơi mua nước uống đi. Đi cầm theo lè kè mệt lắm, vì lội cả ngày, trời nó nắng nóng nữa, ôm lè kè mệt lắm. Đây là trước mặt của cái khuôn viên vườn hoa. Đây là hoa tú cầu họ bán, chân đây chắc họ bán quá. Ừ đúng rồi, họ bán. Đây là vườn. Còn đây là hoa thực dược. Đây là chân họ bán ở trước cổng. Hoa thực dược đẹp ghê chưa. Wow. Hoa thực dược quá đẹp luôn. Gặp ở dưới cái ánh nắng mùa xuân nữa, nó không có gay gắt lắm cho nên cái bông nó càng sặc sỡ, càng đẹp hơn. Mình đang đi vào cổng. Cái này vẫn trước mặt tiền của cái cổng thôi, chứ chưa tới cái cổng để mà đi vào vườn hoa. Mà hình như là nghe nói là phải mua vé ở qua mạng. Không biết là mua vé ở ngay cổng nó có bán vé hay không.
đi coi vườn hoa mà bây giờ nó cũng khó khăn rồi đó. Đây là cái chợ, đây là cái chợ của cái vườn hoa cho. Những cái họ nói online online. Phải mua online cho. Đây là cái chợ garden, cái vườn hoa của cái tên của cái hãng này. Nhiều khi cái bảng đó họ cấm cái hồi bị dịch đó con. Còn có thể là bây giờ nó bán rồi, vô hỏi thì coi. Đây là trước cái cổng của cái vườn hoa The Flower Field, là cái vườn hoa họ trồng hoa giống cho nên họ không có cắt, thành thử hoa nó để đến khi có trái có hột luôn, thành thử bán vé vô cổng là lý tưởng nhất. Còn đây là cái trạm bán vé của vườn hoa. Bà con tới trước cổng là đã chụp hình lưu niệm rồi. Đó, rất là đông nè. Bãi đầu xe đông nghẹt luôn. Đó. Bây giờ mình đứng vô mình chụp hình lưu niệm nè. Đứng đây này là chụp hình nó đang thui rồi, đi ngược lại mai. Bên em thấy nhưng bên này là sẽ hình đen thui hết á, ngược sáng rồi. Bây giờ là mình đang sắp hàng để mua vé vô cái vườn hoa. Giá vé thì người lớn bao nhiêu anh Nam? 23. 23 đồng con nít. Nít 21 hả? Người lớn 23, nít 21. Rồi xong, đổ hết rồi. Còn người già thì bao nhiêu? Đâu có cần khó bắt đầu. Người già bao nhiêu bác Nam? 61 đồng. Nam người già bao nhiêu? Người già bao nhiêu tiền? 21. 21 với trẻ em bằng nhau hả? Trẻ 14 à. Trẻ em là 14 đồng. Hai. We have two adults, two kids and one senior. Children are between the ages of 3 and 10. If they're over 10, then they're regular price. They are 1, 10 and 1 over. Okay, so that goes to the adult price. So one child? One child, one adult. Two adults. Over age 10 is a regular price. Yeah, only him one. Okay, so three and adult tickets. Three adults and one senior. Hai người lớn, hai đứa nhỏ, với một người già. Nhưng mà Cát Tường là tỉnh người lớn rồi. Vậy Cát Tường là nhỏ mà. So you're buying five tickets. Five tickets. So three at 23, one at 21 and one at 14. 14. Như vậy là coi như là ba người lớn là 23 đồng một vé. Ông Cát Tường 12 tuổi mà. Nó không tính hơn 10 tuổi là nó tính một vé. Rồi mình tuấn dưới 10 tuổi thì nó tính 10 đồng. Đây. Thấp nhé. 104. Tổng cộng là mình 5 người là 104 đồng hả? Ông Nam hai người nhỏ, hào nhỏ. Okay. 104 has been charged to your card and there are the five tickets you turn in at the table. Thank you very much. You're welcome. Đây là vé mua được vé này. Đâu có cần online ticket đâu, các người thấy không? Là vì cái đó hồi Covid thôi. Hồi Covid họ treo cái bảng bây giờ để vậy thôi. Mình mua trước trên online thì nó tiện hơn vậy thôi. Rồi bây giờ mình bắt đầu bước vào cổng của cũng phải sắp hàng để đi vào. Ok con làm mất. Đi vào vườn hoa cũng phải sắp hàng ha. Phải sắp hàng đi vào, có hai lối vào, hai cái len thì cái là hai cái hàng đi vào và cổng vườn hoa. Xa xa thì mình đã thấy vườn hoa ở bên trong rồi đó, rất là đẹp. Bữa nay mình đi sớm hơn mọi năm cho nên thấy vườn hoa nó còn nở rất là nhiều. Bây giờ tới vườn hoa cũng phải băng vé, xét vé vô cổng rồi ha. I know. My family. One more step. Okay. My family five tickets.
How's everyone today? Yeah, very good. Here's a guide map for the group. And then for the kids, we have a scavenger hunt. So there's 8 orange flags around the flower field. You get all 8 stamps and get $1 off at the gem mining station. Mine for gems. And I'm looking at your shirt, your sweatshirt. I have the same one, and so does my daughter. I mean, the Moffy Coast is beautiful, right? Uh-huh. So watch your step. It is a working farm. Uh-huh. And there is a wagon ride. It's 8 for adults, 4 for kids, and you pay separately up there if you're interested in doing that. Okay. Okay. Thank you guys. Have fun. Enjoy the beautiful day out there. Số khỏe thôi cũng rất vui. Họ nói chuyện, họ giới thiệu mình. Họ căn dặn mình phải dòm chân những bước chân. Cả ăn thôi bắp té. Tại vì trong nông trại thì đôi khi có một vài cục đá nó nổi lên. Đôi khi mình không có kiểm tra kỹ thì mình sẽ bắp té. Còn mấy bé thì được phát cái tờ giấy là coi như đi tới đâu thì đóng cái con dấu lên đó. Để mà biết là mình đã đi đến đâu, đi đủ hết trong khu vườn chưa. Bây giờ là bước vào khu vườn rồi đây. Mấy bé bây giờ chạy đi kiếm chỗ đóng dấu đầu tiên. Điểm đóng dấu đầu tiên. Đây là trước cổng của vườn hoa thôi. Thì họ làm cái một vài cái điểm cảnh để cho những người viếng thăm họ có cái địa điểm để mà chụp hình để lưu niệm. Đây là địa điểm của mấy bé đóng dấu đã bước chân vào đây. Đó. Có con dấu nè. Đây gem mining á. À họ coi những cái bức tề cát á. Xem mình tìm mấy cái cục đá chứ. Thầy đó phải mua thêm nữa con. Đó là tốn thêm tiền, họ sẽ bớt thêm 1 đồng khi đóng hết con dấu trong cái quyển sách này, trong cái tờ quyển sổ vàng đó. Thì họ sẽ bớt thêm đồng khi lúc mà mình chơi cái đi đào mà đào đá quý thì họ sẽ bớt thêm đồng tiền vé. Wow. Còn đây là những cái chú chim bồ câu. Trong này thì giống như một cái sở thú nhỏ nhỏ ha. Có những chú chim bồ câu họ nuôi cu cu nhưng mà bồ câu. Nói bồ câu thì nó không đúng vì nó giống con bồ câu thôi, nó là con chim cu cu. Chụp hình anh. Chụp hình thì đứng vô. Anh đừng vô đây. Anh thấy cái cổng đầu kia đẹp hơn là cổng bên này là vì nó xuôi sáng hơn. Cổng đầu này nè. Bắt đầu làm mẫu của tôi, bắt đầu ra làm mẫu để chụp hình cổng chào của vườn hoa nè. Đó. Mẫu này là coi mẫu U70 đó nha. Còn đây là mẫu U40. Mẫu U40 chụp chưa chụp hình mà cứ ngồi coi không à. Đi chụp đi, chụp đi về nhà coi. Lát nữa nắng lên nóng. Mày đưa mày rớt biết, mày chạy mày rớt biết. Chạy đâu thì mình xử đi. Đó, đây là bây giờ là mình chiếu cái công viên này vườn hoa này ha. Hoa bạc ngàn luôn. Chắc chắn là cái hoa này nó nhiều hơn hoa ở vườn nhà mình rồi. Vì đây là cái rừng hoa chứ không phải là vườn hoa nữa. Bát ngát luôn. Đó. Hoa nở rất là đẹp. Mọi người là coi như là vào đây là chủ yếu là tự sướng là chính. Vườn hoa mênh mông luôn. Ở trên kia thì hoa chưa nở. Có một mảnh xanh đó, mảng xanh đó là hoa nhưng mà hoa chưa nở. Còn phía bên kia là hoa nở rồi thì nó có màu hơn chút. Dưới này vườn hoa khá là đẹp. Ừ, mẫu của tôi rất là sôi nổi, chụp liên tục. Coi như là dư như một cầu thủ vậy đó, rất là hăng say chụp hình. Là vì hoa nở đẹp quá cho nên... Cho nên mẫu rất là hăng say chụp hình. Mày đưa nó đi mới hết nó biết. Trong hoa gì? Đủ các loại hoa. Còn đây hoa này có 3-4 loại hoa cùng loại nhưng nó nhiều màu thôi. Mấy hoa này là cùng loại nhưng mà nó khác màu. Chìm hết rồi con. Các thường như đâu rồi? Đi. Cho mình lấy thêm một
cái mình đi tới đâu mình lấy cái đó chứ giờ con cứ chạy thì con đóng cái dấu đó làm cái gì. Mình đi tới chỗ nào thì mình đóng, mình chụp hình cái đã, quay phim chụp hình cái đã. Đó, mẫu này là coi như rất là hăng say. Đó. Ai nói U70 của tôi không thích chụp hình. Cho nên thấy hoa đẹp là phải xung phong. Đó, đi chụp cảnh này cho em đi. Ok. Rồi. Mấy mẫu tôi đua nhau nghiêng qua bên này nó mới đẹp nè. Đây là cái hoa này cũng phải hoa mà là lá. Cái cây này cây lá đỏ. Đây là khu họ bỏ riêng trong góc này trưng cho đẹp mà thôi. Đây là hoa lá đỏ họ sử dụng cho Christmas, mấy lễ Giáng sinh. Thì họ hay dùng cây này trang trí cho nhà của họ. Giống như người Việt mình là trang trí mai vậy đó. Thì trong cái loại hoa này, cái loại này lá trong cái hoa thì nó lá nó màu đỏ. Hoa nó thì màu vàng. Cái hoa nó màu vàng nha các bạn. Đó, nó đỏ nhưng mà nó vàng vàng đỏ đỏ cái hoa của nó. Nhưng mà nó ít khi thấy hoa. Chỉ chủ yếu là nó đẹp lá. Cho nên bên kia thì có loại lá vàng. Cho nên khác giống, khác màu chút nhưng mà cùng một giống đó thôi. Loại giống cây lá hoa là đỏ, lá vàng họ lai tạo ra thôi. Còn đây là một cái cũng loại tương tự nhưng mà cái lá nó nhỏ hơn. Họ làm nó nhỏ hơn, họ cũng lai ra được hai màu. Một màu vàng với vậy bên này màu đỏ. Họ lai giống ra, họ trưng bày cho mình thấy. Nhưng mà đây cây này thấy nó không đẹp vì nó cái lá nó quắn. Do họ biến đổi gen của nó cho nên nó thành cái hoa thôi. Cái lá nhưng nó lăng quăng giống cái hoa. Còn bên kia thì nó là thật sự là cái lá màu đỏ. Đó. Người ta đi tham quan rất là nhiều. Đó, nguyên một cánh đồng hoa mà xanh ngát đó là hoa chưa nở. Mình đi mùa này cũng hơi sớm nên hoa chưa nở hết. Còn xa xa bạn, các bạn thấy mà Wagon Ride là cái chỗ này, cái trạm để người ta chở mình đi vòng quanh cái vườn hoa đó. Nó dùng xe công nông, họ cho mình lên đó là họ kéo mình đi. Mình lên đó thì mình được đi vòng quanh cái vườn hoa thì nó đã hơn. Còn mình đi bộ đôi khi nó mỏi. Đó, xe công nông chở đi. Đó. Đi vườn hoa thì chủ yếu là mình quay hoa. Cái hoa này là hoa cúc. Nhà mình cũng có một giống cúc này nhưng mà nó lại màu lợt hơn. Còn đây cúc này khá đậm. Trong cái giống cúc này thì nó có những cái bông cúc vàng xen kẽ. Cúc này họ lai tạo được nhiều màu lắm. Có cúc tím, rồi cúc trắng, cúc vàng. Ở đây những cái loại bông này. Bông này mình thấy ở Đà Lạt họ cũng có trồng. Đã đi vườn hoa thì phải quay hoa cho nó đẹp ha. Có những cái dây leo, hoa leo. Đây là những cái hoa leo này. Nó chưa nở rộ lắm. Chứ còn nếu khi nó nở rộ rồi là nó nguyên một cái cột hoa. Của tôi là say xưa. Tuy là U70 rồi nhưng mà rất yêu hoa cho nên phải chụp hình hoa. Ồ, đây là giống như khu vườn tượng đẹp quá ha. À. Rồi. Mẫu của tôi hăng say chụp hình luôn. Vì nói chung là cảnh đẹp quá cho nên người cũng đẹp theo. Thành thử mẫu nào cũng mê say mê chụp hình hết. Đẹp. Mình cũng nên bắt chước theo cái kiểu này, mua cái tượng này ghim lên rồi trồng hoa lên trên giống như tóc kia, rất là dễ thương. Đó là những cái cách mà nghệ thuật của người ta trồng hoa rất là đẹp. Đó, bà con chụp hình quá chừng là chụp luôn.
những cái nhà này kêu là nhà gì ta, nhà vọng cảnh hả, cho nên cũng rất là dễ thương. Mỗi cái kiến trúc Việt Nam, Á Châu thì nó có mái cong cong, còn cái lối kiến trúc của Mỹ thì nó đơn sơ vậy thôi, nó không có cầu kỳ nhiều. Mẫu của tôi rất là say sưa chụp hình hay nha. Đó. Mẫu 40 thì không chịu chụp hình, nhưng mà mẫu 70 thì chụp hình khá là say hăng say. Còn hoa cúc họ trồng họ nở đã chứ. Ừ, đẹp dễ sợ. Đó, hoa không là hoa. Còn nhưng mà đa số là hoa cúc. Năm nay họ trồng hoa vô trong này nhiều hơn. Cái cúc này nó nở cùng một lúc đẹp. Các siêu mẫu bắt đầu đứng chụp hình rất là sôi nổi. Hai chị em cho em trước đi. Cho tay của em đi. Đó đó. Đây là siêu mẫu của nhà tôi. Vườn hoa có đủ các loại hoa. Đó. Hoa cúc trắng này thì nhà mình cũng có, nhưng mà đây nó trồng bông to hơn. Nở bông to, làm cái cách bón phân của họ rất là hay. Họ làm bông rất là to. Đây là dàn bông giấy. Bông giấy chưa có nở rộ nên cũng chưa có đặc sắc lắm. Đó, họ làm rất là đẹp. Cái dàn bông giấy họ làm đây nó chưa bỏ phủ. Mấy năm trước mình đi thì không có mấy cái này. Cái này họ mới làm thêm sau này. Nhờ là kinh doanh du lịch ngắm hoa này, cho nên họ ngày càng đầu tư mạnh hơn về cái khoảng mà công viên hơn là trồng hoa trên kia. Đó, nên họ cái doanh thu của cái vườn hoa ngày càng được tăng. Khách đi chụp hình vườn hoa rất là nhiều. Anh chụp à? Anh đang quay phim mẫu U70. U70 rất là hăng hái, không có ra mệt mỏi khi lúc mà thấy vườn hoa quá đẹp. U70 nhà mình rất là hăng say chụp hình. Rồi ngồi im đó đi, con chụp hình luôn. Có những chiếc xe bán hàng rong. Tiếng thì nói xe bán hàng rong, thực ra họ đậu đây là bán quanh năm. Họ có nguyên cả khu ăn uống trong vườn hoa. Và bây giờ mấy em bé đang tập trung ở đây để mà ăn trưa. À, không khí rất là sôi nổi. Mấy cái xe này họ bán, họ đậu đây thôi. Nhưng mà họ bán quanh năm là ở đây, chứ họ không chạy đi đâu. Tiếng này xe hàng rong, nhưng mà quanh năm là đậu ở đây họ bán hàng. Chỗ năm nay họ đầu tư rất là nhiều, cho nên thấy rất đẹp. Cách đây 4 năm mình có tới đây rồi, nhưng mà nó đơn sơ, nó sơ sài, nó đơn điệu đó. Nhưng mà năm nay chỗ nào mình cũng thấy hoa trong cái khung cảnh mặt tiền của cái vườn hoa. Năm nay khá đẹp, có sự đầu tư mạnh tay. Quay vườn hoa thì đi vườn hoa thì phải quay cảnh hoa, cho nên mình tập trung vào mình quay những cái góc hình đẹp để cho các bạn thưởng thức những cái vườn hoa đặc biệt của người ta trồng, nó đặc sắc như thế nào, rất là đẹp. Mùa này hoa cúc nó nở, đây là hoa cúc trắng, nhìn rất là đẹp nha. Đó, những cái khung ảnh này chụp của hình là rất là đẹp luôn. Còn xa xa là trắng trắng này là cái sân khấu. Có thể buổi chiều tối họ có những cái show biểu diễn hay là cái gì đó. Mình chưa bao giờ chứng kiến, nhưng mà đây là cái sân khấu.
có thể họ giới thiệu về một cái gì đó mới. Mới đi có một chút góc vườn hoa thôi mà quay rất là nhiều hoa. Các bạn thấy thằng sau lưng mình là một cảnh hậu sân khấu vườn hoa không à. Đó, bên hông cánh gà của cái sân khấu hồi nãy mình vừa nói đó thì nó là hoa, toàn là hoa rất là đẹp, mà mình mới đi được có chút xíu thôi mà quay mỏi tay luôn á. Đã vừa mới chưa vô trong cái vườn hoa giống của họ, chút nữa mình đi vào vườn hoa giống nữa là nó sẽ bạc ngàn hơn nữa là hoa. Nhìn tâm hồn của mình lúc nào cũng yêu hoa nên nhà mình cũng trồng rất là nhiều hoa. Mà tới đây rồi là mình sẽ bị choáng ngợp bởi vì những cái vườn hoa của họ rất là độc đáo, rất là đẹp. Đây là cái cảnh vua và hoàng hậu của hoa. Đó, đây là hoàng hậu của các loài hoa. Và bên người mặc áo nâu với là kính đen này là vua của các loài hoa, ngồi hai cái ghế. Ghế này ghế dành cho king với vua của hoa nha các bạn. Đó, thấy là rất là đẹp phải không? Yêu hoa thì chớ để hoa tàn. Đó, yêu em thì nhớ chụp hình em cho nhiều nhiều. Đây là mẫu nhất của tôi. Đó, mẫu nhất chứ không có mẫu nhì nữa. Mẫu này là mẫu nhất chứ không có mẫu nhì nữa nha. Đó. Người này khá là ổng mèo cho nên mỗi lần quay phim hay bỏ chạy, hay chụp hình cũng bỏ chạy, thành thử không có tấm hình nào đẹp hết á. Bây giờ là ngồi im làm duyên làm dáng coi chụp hình cho nó đẹp coi. Ngồi vô chung, bây giờ vô chung nói gì nói nè. Đó, hết chảy không? Vô cảnh cũng quá đẹp nha. Đẹp ha, trong béo luôn. Hình trời nắng đẹp nữa, vô hình là hết chảy luôn. À, thấy hai cái mặt ông bô bà bô chưa? Vô đây mới biết mình xấu hay mình đẹp đúng không? Còn cái chụp hình nó nhiều khi tút da rồi thấy nó không thiệt, quay phim mới thiệt. Xấu đẹp là nhờ make up, xấu tự nhiên. Đây là coi như đẹp tự nhiên. Còn make up lên là xấu tự nhiên rồi. Xấu tự nhiên nên lên make up che nó lại. Còn đây là đẹp tự nhiên rồi. Đó, không có make up, không có trang điểm gì đó. Nhất hậu của tôi là coi như là không có trang điểm như đó. Đi đâu cũng vậy thôi nha, mặt mộc thôi. Tôi cũng mặt mộc thôi, không có trang điểm make up gì đó. Không có nhận đi về góc cảnh khá của khu vườn hoa, người ta lên họ chụp hình ở trên cái vườn hoa của cái garden này rất là đẹp, người không là người. Cha bây giờ họ đổ bộ lên trên vườn hoa họ chụp nè, rất là dễ thương. Cái cổng đi lên ha, tầng cấp thôi nhưng mà ở đâu họ cũng trồng hoa rất là đẹp, mà đặc biệt là những em bé bây giờ họ lễ Spring Break là nghỉ lễ mùa xuân cho nên các cháu được nghỉ học cho nên họ được thì dẫn con cho đi chơi. Bây giờ mình tiến ra khu vườn hoa nè. Đó, hoa này họ không có thu hoạch hoa mà họ để lấy giống cho nên đây là khu vườn hoa giống. Chính vì vậy họ dùng cái màu sắc tươi đẹp của cái hoa họ làm du lịch. Thật ra cái doanh thu bán vé vô để mà qua thăm viếng cái vườn hoa này có thể là nó còn doanh thu nó cũng rất đáng kể so với cái bán cái hạt giống này. Thành thử năm nay mình thấy họ đầu tư rất là nhiều vào cái cảnh để cho khách du lịch viếng thăm vườn hoa nhiều hơn. Còn xa xa các bạn thấy đó là chiếc xe máy cày. Đó, chiếc xe máy cày người ta chỉ lấy cái điểm nhấn của chiếc xe máy cày cổ xưa này. Thời xưa là dùng cái máy cày này, bây giờ thì nó xưa rồi.
thời đó mấy cây này chạy bằng dầu, bây giờ họ không sử dụng nó nữa và họ để cho khách tham quan chụp hình. Đó, cái vườn hoa mút chỉ luôn ha, máy quay phim thâu vô không hết, tầm mắt của mình nhìn không có hết cái vườn hoa, nó rất là dài nha. Mình không nắm rõ thông tin về cái vườn hoa này là nó rộng bao nhiêu, nhưng mà đây là mình đang đứng dường như là đang ở giữa của cái vườn hoa này. Còn bên này phía sân sau lưng này. Còn xa xa các bạn thấy là chiếc cái xe công nông nó đang chở khách đi vòng quanh cái vườn hoa đó, bởi vì nó rất là lớn, đi bộ thì cũng đuối, cho nên phải đi chiếc xe này chạy quanh vòng. Thì một lát nữa mình sẽ mua vé, mình đi một vòng nữa. Đi lên chiếc xe công nông này là phải mua vé. Mình mua vé nó rồi họ chở mình đi, chứ họ bán riêng, vé vô cổng riêng, mà vé xe công nông này nó chở mình đi vòng vòng riêng nữa. Đây là khu gọi là cái mô hình gì đó, giống như là trận đồ, địa đồ vậy đó, trận đồ đó. Mình lọt vô đây đôi khi mình đi sẽ bị không ra được. Họ tràm trồng bằng cây, có khi thì nở hoa rất đẹp nhưng mà năm nay không có nở hoa. Phía bên dưới là binh sĩ của mình đang đi trong cái địa đồ. Đây là kêu trận đồ bắt quái gì đây, là kêu kiểu Trung Quốc á, đi vô được nhưng mà không biết đường thì ra không được. Đó, đây là cái vườn cây trận địa đồ. Đó, mình không biết nói có đúng hay không nữa, là đại khái nôm na là gì đó, giống như là cái địa hình bắt quái vậy đó, vào mà không biết đường ra là coi như là khóc thôi. Các bạn thấy đó, đây là cái vườn hoa giống như mà hồi nãy mình có nói, thì bây giờ mình phải đứng vô để quay luôn mình cho nó vui, là vì ít ra mình đi vườn hoa mình phải có ghi một vài hình ảnh cho chính mình. Lúc đó mình cảm thấy cái chuyến đi của mình nó nhiều ý nghĩa hơn. Đôi khi mình mãi mê quay cảnh cho các bạn coi mà mình quên quay chính mình, thành thử rút cuộc chỉ nghe giọng nói mình chứ không thấy mình đâu. Còn đây là đệ tử của mình. Nên nó lủi đi hồi sáng giờ mình không biết nó đâu ấy, bây giờ nó thấy mình chạy tới kiếm chút hình rồi để mình chụp hình chung với đệ tử của mình coi nha. Vườn lan, trong vườn lan này họ làm mái che. Cây lan này nó gặp mưa một cái là nó hư hết, cho nên cần phải có mái che. Nó cần độ ẩm nhiều, nhưng mà nó không thích mưa nhiều mà cũng không thích nắng nhiều, nó thích ở bung râm. Coi như vườn lan năm nay quá được mùa lan, đẹp dễ sợ chưa. Hoa lan rực rỡ luôn. Vườn lan, cây bông lan rất là đẹp. Cái vườn lan nguyên cả một cái vườn lan rộng bao la luôn, nhiều màu lan, rất là nhiều màu, rất là đẹp. Khách tham quan qua đây chụp hình cũng tha hồ luôn, vườn lan quá đẹp. Lan rất là nhiều màu, rất là đẹp. Wow. Đây là có cái lan này mình chưa có, cái giống lan này rất là đẹp, nó mọc chùm luôn. Lan tuyệt vời chưa? Lan này cũng lan đất thôi nhưng mà nó lại hoa rất là nhiều. Còn bên này cái màu rất là đậm, mình thích cái hoa lan màu vàng đậm này, chưng Tết nó rất là đẹp. Vì người Việt mình đa số là thích cái màu vàng hoàng anh, nó đẹp. Còn cái cây lan này thì nhà mình cũng có một cây rồi nè. Lan này rất là đẹp dưới ánh nắng, nó tăng cái độ sáng lên dưới ánh nắng rất là đẹp. Còn cái lan đỏ này mình nghĩ nó cùng một giống, nhưng mà nó thiếu sáng thì nó đỏ hơn là khi nó có ánh sáng nhiều. Chứng tỏ là đây họ trồng ở đâu họ đem tới. Vì màu sắc của hai cây này nhà mình cũng có một giống nhưng mà nó lại ra hai kiểu. Một cây trong rập nhiều quá thì nó màu đậm, màu nâu đậm.
Còn cây nào mà ra nắng nhiều thì nó có cái màu sắc lệch như vậy. Thành thử mình biết hai cây này nó cùng giống. Đó. Nhưng mà vì cây ở trong rập, cây ở ngoài có nắng nhiều nên nó ra hai màu khác nhau. Còn đây là họ trồng ở đâu, họ đem tới trưng cho đẹp mà thôi. Hoa này không có bán, không có dán bảng bán mà chủ yếu là trưng triển lãm cho khách vào tham quan thôi. Yeah.